Xoay một chút xíu về phía Á Châu thì có lẽ là cũng hơi quá sớm để mà có thể nói về chính sách của ông Donald Trump về Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng mà theo anh thì chính sách của ông Trump trong những ngày tới liên quan tới khu vực này như thế nào, cụ thể là đối với Việt Nam? Nói về tình hình Việt Nam thì em cũng không rành lắm, thành ra là mình nói chung chung chút xíu ha. Thì nói về cái trục châu Á, rồi trục châu Á mạnh nhất là về Trung Quốc. Trung Quốc là một người bạn và cũng là một người cạnh tranh, một kẻ thù, mà nó đơn giản là vậy thôi. Thì mình nói về có hai phần mình nói về. Thứ nhất là phần về kinh tế. Thì trước sau gì đi nữa thì Trung Quốc với Mỹ về mặt kinh tế thì bắt buộc nó sẽ là một kẻ thù cực kỳ lớn trong tương lai. Thì hồi xưa năm 1960, 65, 70 thì nước Nhật phát triển một cực kỳ to lớn và nghĩ rằng nước Nhật sẽ vượt qua lại nước Mỹ để trở thành một kinh tế lớn nhất thế giới. Thì hiện giờ Trung Quốc cũng trong cái tầm ngắm là sẽ vượt qua nền kinh tế Mỹ, trở thành một nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Mình so sánh giữa hai nước Nhật và Trung Quốc có sự khác biệt như thế nào? Thứ nhất là về Trung Quốc thì mình phải nghĩ rằng nó là một đất nước lớn và một đất nước mà nó có một dân số rất là cao. Thì một cái dân số rất cao thì những công ty Mỹ thì không thể nào bỏ được một cái thị trường mà quá lớn như vậy. Ví dụ mình nói đơn giản đi, bán một lon coca bên Mỹ thì chỉ 300 triệu dân thôi. Thì anh bán lon, ví dụ bán lon đồng đi thì anh có 300 triệu. Thì nếu anh về lại Trung Quốc anh bán lon là 1,4 tỷ thì lại khác. Thì cái nhu cầu cho một cái sự cạnh tranh và một cái sự giống như là thông thương với Trung Quốc và Mỹ cực kỳ lớn, và hai người này nó giống như là một một đôi tình nhân vậy thôi. Lúc thì giận hờn nhau nhưng mà the end of the day thì cuối cùng nhau thì cái Không quyền bỏ nhau là được. không bỏ nhau được, nó cực kỳ khó là như vậy. Còn nói về quân sự thì Mỹ có xây trục quân sự về châu Á hay không, thì chính sách của châu Á của Mỹ thì bao lâu rồi, bây giờ là bốn cái, có thể nói tới nhiệm kỳ thứ hai nếu ông Trump đắc cử thì có thể là mình nói về xây trục châu Á nhiều, nhưng mà mình nói về cái 4 năm đầu tiên của ổng đi thì có thể xây trục châu Á thì nó không có bao nhiêu cả, tại vì hiện giờ cái gì quan trọng nhất là cái vùng Trung Đông. Cái gì Trung Đông bây giờ là nó cực kỳ gọi là cực kỳ lớn. Thứ hai nữa là ông phải cải cách về cái vấn đề nội địa nữa, vì thành ra là cái vấn đề ở bên châu Á thì 4 năm tới đây thì em nghĩ rằng nó cũng chẳng có sự thay đổi gì mấy với thời tổng thống Obama. Còn còn về quân đội thì cái bước mà có thể nói là ổng có thể để ý về trục châu Á mà thì mình nghĩ hy vọng rằng là sẽ có một cái tiến triển tốt, đó là ông Trump sẽ chọn Philippines là một nơi đầu tiên để đi thăm của ổng khi một trên chức vụ tổng thống. Thì đó là một cái suy nghĩ mình phải suy nghĩ là tại sao ổng phải làm như vậy. Thì bao nhiêu tháng qua thì cái quan hệ giữa Phi Luật Tân và Mỹ thì nó cũng bồng bềnh như vậy, thì ông muốn sửa chữa cái quan hệ đó thì thông qua cái thông điệp là như thế nào, tức là một cái thông điệp là Mỹ cũng rất là quan tâm về châu Á, nhưng mà cái đó giống như là một cái quả mù mà thôi, giống như cho rằng là Mỹ sẽ quan tâm về châu Á. Và một cái mới đây nữa là ổng là vị tổng thống đầu tiên sau năm 1949, 1967 mà cắt quan hệ với Đài Loan là một đất nước, thì ổng là một vị tổng thống đầu tiên mà nói chuyện với lại tổng thống nữ Đài Loan sau khi mà ổng đắc cử. Cái chuyện đó chưa bao giờ xảy ra khi Mỹ và Đài Loan là không còn bộ ngoại giao nữa, tức là không còn đại sứ quán nữa, mà Đài Loan bên Washington bây giờ nó chỉ là một cái dưới đại sứ quán nữa, là một cái văn phòng ngoại giao nho nhỏ của một cái tỉnh nào đó thôi. Nói về Đài Loan thì thành ra là hai cái mục đích này nó có thể cho thấy rằng là có thể đưa một thông điệp cho Trung Quốc rằng là mặc dù có rất là nhiều khó khăn ở bên Trung Đông và bên nội địa thì ổng vẫn rất là quan tâm về châu Á. Còn nói về Việt Nam thì không biết là như thế nào,
Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của em thì Việt Nam lại giống như là trước khi bầu cử lại là rất là mong muốn là bà Clinton sẽ thắng. Cái sự mong muốn đó thể hiện bởi một cái sự thăm giữa đảng đất nước Việt Nam và đất nước Mỹ chẳng hạn vậy, một cái gì cũng rất là to tướng nào đó đến thăm bên nước Mỹ thì nó cũng như vậy. Thì thành ra là Việt Nam bây giờ đang suy nghĩ để làm sao để có thể giống như là làm việc như là một chính phủ mới, mà một chính phủ đó nước Việt Nam không có bao giờ nghĩ tới rằng là ông Trump sẽ thắng. Còn nói về quan hệ giữa giống như là vấn đề về ngoại giao thì mình nghĩ rằng nó giống như một cái bàn cờ mà thôi. Thì thứ nhất là mình nghĩ rằng thứ nhất là ông nói chuyện với người tổng thống Đài Loan, đó là một cái nước cờ cũng rất cực kỳ thăm dò ý kiến của Trung Quốc. Nếu mà Trung Quốc phản ứng mạnh hay là phản ứng nhẹ thì có thể đọc được cái ý nghĩ của họ. Rồi thứ hai nữa là ông chọn Phi Luật Tân là một đất nước thăm đầu tiên sau khi ông đắc cử tổng thống thì là cũng một nước cờ để thăm dò. Nhưng mà em nghĩ rằng nó ảnh hưởng gì thì kinh tế nhiều hơn, tức là ông sẽ làm thế nào đó có thể dẫn những công ty mà Mỹ ở bên Trung Quốc về lại đây. Nhưng mà mình nói tới 50 năm từ bây giờ đi thì nền kinh tế dân số Trung Quốc là 1 tỷ mấy dân, thì có thể nói 20 hoặc 30 năm nữa Trung Quốc đang theo con đường đó, tức là Trung Quốc đang đi theo con đường là ít ảnh hưởng từ Mỹ. Ảnh hưởng là như thế nào, là xuất khẩu hàng hóa qua Mỹ. Thì khi một cái nền kinh tế mà đã xuất là một cái đất nước mà gọi là gia công cho những nước khác, thì khi họ đã có mấy chục năm làm việc thì giống như anh đi làm công như người ta vậy thôi, mấy chục năm để dành tiền thì giống như là có thể mở một công ty riêng chẳng hạn vậy, là do làm giống như vậy, vậy thì thành ra là nếu mà họ có thể tự lực mà gánh sinh được, không là tự lực gánh sinh, tức là họ có thể làm những cái sản phẩm mà bán, làm sau đó bán lại cho 1,5 tỷ dân của họ, thì sau này thì có thể nói là nền kinh tế Mỹ Trung Quốc nó cũng chẳng có gọi là liên hệ gì mấy cho lắm. Một trong những cái thói quen của ông Donald Trump là thường hay dàn trải cái suy nghĩ của mình, dàn trải cái phát biểu của mình ở trên cái trang Twitter cá nhân của ông ấy, mà trong suốt cái thời gian tranh cử ông cũng đã làm và tạo nên một số hiệu quả. Ngay cả sau thời gian tranh cử ông cũng đã có nói tới là từ nay ông đã thắng rồi, ông sẽ bớt cái chuyện đó đi, nhưng mà chưa thấy dấu hiệu là bớt. Kể cả cái điều đó làm cho nhiều ông trong đảng Cộng hòa rất là lọt là lên ruột. Kể cả ông Newt Gingrich vừa qua cũng có nói tới là một ông tổng thống không thể nào mà bất cứ lúc nào cũng cứ phát biểu một cách vô tội vạ trên Twitter như vậy mà không có ai kiểm tra trước. Anh nghĩ thế nào về cái thói quen đó của ông tổng thống? Bây giờ mình nói